Người dân sinh sống tại một số khu vực vùng ven trên địa bàn thành phố Bảo Lộc chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Một số ít hộ dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan. Nhưng từ tháng 11 năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố rất hiếm mưa, vì vậy mà nguy cơ hạn hán đang đe dọa cuộc sống người dân và năng suất cây trồng tại một số khu vực. Hiện tại, các xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Nga, Lộc Thanh và phường Lộc Tiến là những nơi đang chịu tác động bởi tình trạng thiếu nước do hạn hán. Tại xã Đại Lào, người dân cho biết, nhiều tháng qua không có một giọt mưa nào đã khiến nguồn nước của các sông, suối và cả giếng khoan đang dần cạn kiệt. Tình trạng hạn hán ngày càng gia tăng, khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nước sinh hoạt và tưới tiêu cho vườn cây. Cái dãy này là phần đa là không có nước hết. Phần đa là ai cũng phải đi mua. Nên là cực lắm, tiết kiệm một tí luôn ấy. Ở đây đi mua tháng nước từ tháng 12 cơ, 120 một khối. Chỉ mong là mấy cái tháng này thì có nước máy để cho dân xài cho nó đỡ cực, rồi đỡ tốn tiền nữa. Còn đây là vườn cà phê nhà bà Trần Thị Xuyến tại thôn 3 xã Đại Lào. Theo bà Xuyến, gia đình bà có giếng khoan, vẫn còn nước uống và sinh hoạt, nhưng đang phải đối mặt với việc không có nước tưới vườn cà phê. Vườn cà phê của bà vừa ra hoa dịp Tết, hiện đều rủ rượi vì không có nước để tưới. Năm nay nó hạn quá như thế mà, còn nước ăn còn chả có, cơ lại còn nước mà đi tưới nữa. Đấy, cây cối cứ héo hết đấy mà, ra quả tí tí như cái đầu tăm như bây giờ khô hết cả rồi. Mà 250, 260 một tiếng đã tưới nước ấy. Mà dân ở đây thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Người thì cũng có tiền mà tưới, người không có tiền để mà tưới nữa cơ. Đấy mà cây cối như kiểu cứ khô héo hết cả. Không chỉ riêng gia đình bà Xuyến và nhiều hộ dân tại xã Đại Lào, mà nhiều vùng khác của Bảo Lộc cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới vườn. Trước tình trạng hạn hán khá nghiêm trọng này, ông Phạm Công Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Đại Lào, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Một số ít hộ dân sử dụng nguồn nước từ giếng khoan và từ tháng 11 năm 2023 cho đến nay, lượng nước trên địa bàn xã đã giảm mạnh. Một số khu vực trên địa bàn xã nguồn nước giếng cạn kiệt do không có mưa. Bên cạnh đó, hệ thống nước máy chưa đưa vào sử dụng ổn định, nên người dân không có nước hoặc thiếu nước sinh hoạt. Một số nơi phải đi mua nước từ xe bồn với giá khá cao. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân. Qua khảo sát thực tế, toàn xã hiện có khoảng 60 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt. Trong 3 tháng qua là hiện hữu tại chỗ Đại Lào thì không có mưa. Nhân dân là thiếu nước sinh hoạt cũng như là thiếu nước tưới tiêu. Do đó là Ủy ban xã cũng đã cùng kiến nghị các cơ quan chức năng là cấp đấu nối cái hệ thống nước sạch từ thành phố xuống để cấp nước cho bà con sinh hoạt, cũng như là phối hợp với công ty đô thị và các cơ quan khác là dùng các cái xe phòng cháy cháy để và các bồn chứa nước để cấp cho người dân. Đồng thời cũng kêu gọi vận động dân là tiết kiệm nước. Ông Hương cũng cho biết, xã đã nhiều lần kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc có kế hoạch ứng phó cấp bách và lâu dài bằng việc quan tâm sớm đầu tư xây dựng hồ bờ lao Sere để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu và cung cấp nước sạch cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa thể triển khai nên trước mắt, xã sẽ đề xuất nạo vét và mở rộng các dòng suối, kênh mương để cải thiện nguồn nước. Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân và nước tưới phục vụ phát triển sản xuất, Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc cho biết, cũng đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho địa phương để nạo vét cửa lấy nước đầu mối công trình thủy lợi hồ 28/3 phường Bờ Lao, hồ Mai Thành, phường Lộc Tiến với kinh phí hơn 8 tỷ đồng và nạo vét các sông suối với kinh phí 560 triệu đồng.